Bắt đầu phần quản lý sinh viên nha. Ta cũng tạo các class giống như gợt phía trên nha các bạn. Đầu tiên là ta tạo một cái activity ha. Activity là sinh viên. Activity ha. Ok. Và có cái layout của nó ha, giao diện của nó ha. Chưa. Đây, cô sẽ tạo là click chuột phải vào đây, cô sẽ tạo một cái sinh viên activity ha. À sao hôm nay sợ chồng dữ vậy? Ôi sao lâu dữ vậy ta. Trời ơi sao lâu dữ vậy ta. Nó chưa đồng bộ xong. Chờ xíu nha, tại sao đồng bộ lâu dữ vậy. Ôi sao kỳ ta. Mãi không xin được trời. Cô để linear layout, relative layout nè. Ở đây cô để cái list view với cái cô các bạn nhìn nhé. Cái giao diện đây nè. Thì nó sẽ giống tương tự như cái giao diện của giao diện của cái thằng lớp học nhá. Cho nên các bạn có thể vào các bạn lấy cái lớp học nè. Activity lớp học nè. Các bạn thấy không? Cô copy anh này nè. Giao diện giống nhau cho nên cô copy ha. Đấy, sinh viên nè. Bữa trước cô demo cái này rồi đúng không? Đúng rồi. Đấy các bạn thấy là cô chỉ copy thôi nha. Lấy lớp học này cho vào đây. Xong các bạn đổi nè, nhìn nè. List view lớp học cô đổi thành list view sinh viên nè. Thấy chưa? Plotting button giống nhau nè. Insert lớp học nè, cô để thành insert sinh viên nè.
Ok, thấy chưa? Đấy, vậy thôi. Ở bên này thì code cũng tương tự các bạn nhé. Bây giờ nè, các bạn phải tạo, một là tạo cái layout nè, là tương tự cái layout của lớp học ha. Đây nha, tương tự layout của lớp học. Đấy, thấy chưa? Rồi bây giờ nè, các bạn muốn đổ dữ liệu lên, các bạn phải tạo cho cô một cái là cái adapter là một nè, cái thứ hai là cái DAO đúng không, cái DAO, cái thứ ba là cái module đúng không, đúng chưa, làm cho sinh viên này được chưa. Bây giờ nha, các bạn là đầu tiên là cô tạo cái module sinh viên trước này, Ctrl C nè, Ctrl V nè, cái này cô đặt là sinh viên nè. Rồi ở đây cô đổi nhá, mã sinh viên nè, tên sinh viên nè, rồi private, cái này là hình như là date, ngày sinh nè. Date các bạn chọn cho cô nè, có hai cái date các bạn nhé, một cái là của Java Util, một cái là của java.sql. Các bạn nhớ là chọn Java Util nha, đấy, không chọn SQL nha các bạn. Đó, cái này là ngày sinh nè, cái này là private, cái này các bạn để cho cô là string nè, hình nè, rồi private, cái này là string nè, mã lớp học nè. Ok, ở đây các bạn mã sinh viên các bạn để từ tăng, các bạn để là integer. Đấy, bây giờ là muốn viết cái này nè, các bạn phải coi lại trong database nhá. Coi lại trong database nó có mấy cột nè, một cột mã nè, tên nè, ngày sinh nè, hình nè, và mã lớp là có 1, 2, 3, 4, 5. 5 mà sao bên này nhiều dữ vậy? À 2, 4, 5 đúng rồi. Đúng chưa? Nó phải khớp với database. Kiểu dữ liệu cũng phải khớp luôn. Kiểu dữ liệu, ví dụ bên này kiểu in thì bên kia cũng kiểu in. Bên này kiểu text, bên kia kiểu text, bên này kiểu date, bên kia kiểu date luôn. Được chưa? Đấy. Để cô làm một cái nó đầy đủ như thế này luôn ha. Rồi bây giờ các bạn xóa hết mấy anh này đi. Thực ra là cô viết lại thì nó hay hơn, nhưng mà thôi, viết lại từ đầu thì nó hay hơn. Đằng nào cũng xóa, mà click chuột phải nè, Generate nè. Các bạn constructor nè, đầu tiên là constructor không đối số. Constructor thứ hai là constructor có đầy đủ đối số. À, và có thêm một constructor nữa là không đối, có thiếu một cái mã. Bởi vì là các bạn lưu ý là có cái mã này là từ sinh, cho nên các bạn lúc mà các bạn dùng nó sẽ không nhập cái mã, cho nên cô sẽ tạo ra một cái constructor nữa. À, constructor này các bạn chỉ có bốn đối số thôi, trừ cái mã ra. Tức là cô tạo đủ ba constructor này, các bạn muốn dùng cái nào các bạn dùng. Ok chưa? Đấy, xong các bạn tạo getter setter nè, generate getter setter nè, các bạn bôi hết mấy anh này là xong. Được chưa? Thầy tao dễ dàng chưa? Ok. Rồi. Xong xong class sinh viên nhá. Đấy, cái này là class sinh viên. Đó. Code của class sinh viên sẽ là code này. Đây, code class sinh viên. Tiếp nào. Xong class sinh viên rồi, các bạn tạo cho cô cái adapter. Adapter thì các bạn copy anh này ha, Ctrl C, Ctrl V. Cái này thay cái lớp học adapter, các bạn thay bằng sinh viên adapter. Được chưa? Ở đây các bạn đổi nè, cái này không phải lớp học mà cái này sẽ là sinh viên. Tương tự anh này của cô sẽ là sinh viên luôn. Rồi cái này giống nhau, giống nhau. Rồi khác nè. À, ở đây các bạn phải thiếu một cái nữa là thiếu cái layout. Layout nè. Lớp học item nè. Thay vì lớp học item thì bây giờ có thêm một cái nữa là sinh viên item ha. Ctrl C, Ctrl V nè. Cái này cô đổi thành là sinh viên item. Được chưa? Ở đây ta có
Là gì đấy ạ? À, cái giao diện của anh này là như này. Giờ cô sẽ đổi lại giao diện chút xíu. Chào ông này, ông bị chậm mà sao nó lốt mãi không được ta? Kỳ cục. Ôi, nó bị gì rồi? Cái này nó lốt hoài không được nè. Rồi. Rồi, Gray Protein là xin hoài không ra trời. Rồi, cái EMI View này là cô để bình thường nè. Hai cái hình này nè. Bây giờ cô đổi cái giao diện đây thôi. Cô để một cái Image View để hình ở đây nữa nè. Grab content src, cô để đỡ một cái hình nào đấy đi, sinh viên đi đấy. Cái này cô để là ID, image view hình, không để cái avatar đi, avatar để khỏi nó trùng. Ok, cái này các bạn nail cho nó ha. Align parent top là true. Align parent left bên trái là true luôn. Còn anh này, anh linear này sẽ anh nằm bên phải của anh này. Bỏ align parent này. Top thì vẫn để nguyên, tôi để là true right of của cái anh là image avatar. Được chưa? Bên phải của anh avatar. Còn mấy cái này để nguyên. Cái này là cô sẽ tên, ủa, TV4 sinh viên, ủa sao cô copy cái lớp học, ủa, à cái này là sinh viên item, lớp học item, sao lại để tên sinh viên ta, hình như cô nhầm chỗ này. ID nè, tên lớp đúng không? À, cô nhầm gì ta? Rồi cái này là sao lại số điện thoại đấy? À hình như bữa trước tên lớp. Ủa tôi làm cái lớp học mà sao ra cái này trời. Mã lớp đây. Còn cái này là tên lớp. Ok, lại phát hiện ra cái lỗi này. Nếu phát hiện ra lỗi này thì là lớp học có thể bị lỗi. Lớp học activity. Adapter, lớp học adapter có thể sẽ bị lỗi. Tên lớp nè, mã lớp nè. Ủa sao lại tên số điện thoại ta? Kỳ cục ha. Cái này, ủa cái gì kỳ vậy? Mã lớp nè. Sửa lại chỗ này luôn. Cái này là tên lớp nè. Text view nè. Get mã lớp nè. Sửa không tới à, cái này bữa năm sửa không tới. Rồi, ok. Được chưa? Rồi ta sửa lại anh này cho nó chuẩn tắc. Rồi sinh viên adapter. Ok. Vào cái layout nè. Sinh viên item nè. Cái này là text view. Tên sinh viên. Text view ở dưới là ngày sinh. Các bạn có thể thêm một cái text view nữa. Cái này là để là tên sinh viên. SV. Cái này là ngày sinh. Các bạn thêm cho cô cái nữa là text view nữa là cái lớp chẳng hạn, biết là lớp nào chẳng hạn.
lớp lớp học anh này là foreign key. Ok rồi, nó vẫn đang bị bill này rồi. Ok vậy đi ha. Rồi bây giờ nè, sinh viên ta sửa sinh viên adapter là ta để là sinh viên adapter item. Ở đây các bạn có mấy cái đối tượng nhé, các bạn nhìn nhá, có một image view nè, có ba cái text view nè, và có hai cái image view khác. Thì các bạn khai báo ở đây nè, thêm một cái image view avatar nữa, cái này là có tên sinh viên nè, cái này là có ngày sinh nè, rồi cái này là text view lớp mà foreign key nè. Đấy thì ở trên này ta sẽ cũng tạo sửa lại cái holder nè. Ok thì text view cái này không phải là tên mà là tên sinh viên, ở đây là tên sinh viên, cái này là ngày sinh này, các bạn để là ngày sinh. Các bạn thêm có một cái text view nữa là cái này là gì ạ, lớp foreign key, cái này cũng là lớp học foreign key. Rồi thêm một cái nữa là một cái image view nữa là image view avatar, sẽ gắn bằng image view avatar. Ok rồi nhá. Thì cái avatar này là cô để text, cô lấy cái tên. Cái này là cô phải 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 các bạn phải coi lại video nhá. Cái hình cô lấy cái tên. Thì các bạn để cho cô là như này nè. Đầu tiên là ta sẽ set cho các bạn, set là set cái avatar trước đi nha. Avatar này trước nè. Thì ta sẽ có là cái holder chấm image view avatar chấm, các bạn đưa vào cho cô là set image resource đấy, và đối số của nó sẽ là một cái resource in. Nhưng mà cái này làm sao mà lấy được resource ở trong cái drawable khi mà các bạn có một cái tên? Thì ở đây các bạn sẽ có, các bạn sẽ get cái tên về, ta sẽ có là string name sẽ gắn bằng nè data nè chấm get position nè, position nè đó chấm get hình. Sau đấy tôi ép cái hình này, hình này là một cái chuỗi, tôi sẽ ép cái hình này đưa nó về thành key resource in resource img sẽ gắn bằng nè, nó sẽ là cái context nè chấm nè get resource đó chấm get identifier đấy. Cái đầu tiên là ta sẽ đưa vào cái name vào, cái tên file vào. Hai là define không nhớ, quên rồi, tôi mở lại cái đó, cầm cái chuỗi đây để cái hình lên nhiều lắm, cốt xong anh mẫu rồi lấy cái hình ở đâu ta. Resort get cho thằng adapter. Nó sẽ nằm ở trong cái adapter lớp học activity recycle view adapter. Có không, lấy hình không coi này.
không có hình à? Hình ở đây hình để đài à? Không có người ta. Sinh viên à? Có hình không? Không có hả? À, cái này là cái Picasso này. Lấy hình à, lấy hình này để đâu ta? Để thôi tôi sợt luôn đi nhá, hỏi kiểm cốt sợt luôn nào. Get resource, resource ID. ID. Đấy, cái thằng này. Cho ta. Đây. Get resource ID đây. Cái này là ủa sao lại ID? Get identifier. Đây. Đây nè. Là cái này ha. Nó phải là cái này nó mới đúng nè các bạn nhá. Đây. Rồi. Rồi, code ở đây đây. À, name là một là truyền cái này vào nè, xong truyền cái chuỗi này vào nè. Sau đấy là get packet. Get packet. Get packet name. Contact nè. Chấm get packet name. Đấy. Đóng lại. Ok. Cái chuỗi này, cái hàm này này, nó sẽ trả về cái ID khi tôi biết tên của hình. Cái name này là tên hình ha, cái này nè là tên hình. Đấy, cái name này là tên hình. Nó trả về ID thì các bạn chỉ cần đưa cái ID vào đây thôi. Đấy, là được, là lấy được cái hình lên. Là chỉ có tên hình thôi là các bạn có thể là lấy được cái hình lên. Hiểu không ạ? Ví dụ như là các bạn để một cái hình bất kỳ nào đó, ví dụ như các bạn lấy hình là ví dụ như là sinh viên, IC sinh viên, nó đẩy sinh viên lên, IC mật khẩu, nó đẩy IC mật khẩu lên, ví dụ như vậy. Rồi, đấy là ta lấy được cái hình nhá. Ta lấy được cái hình. Sau khi lấy hình xong thì ta lấy những thành phần còn lại. Item, đây. Thành phần còn lại nè, là tên sinh viên nè. Tên sinh viên nè. Cái này là get tên sinh viên nè. Cái này là ngày sinh nè. Get ngày sinh nè. À, cái ngày sinh này là kiểu date, nó trả về kiểu date nha các bạn. Thì ta phải ép kiểu chuyển nó thành kiểu kiểu string. Kiểu string thì nó có một cái gói như này nè. Trong Java nó có một gói này, các bạn có thể áp dụng cho cả cái môn các bạn đang học Java 2 luôn. Đó là simple date format sẽ gắn bằng new simple date format. Các bạn cần truyền cái chuỗi vào, cái pattern, cái mẫu nó vào, ví dụ như là year month đây chẳng hạn. Đấy, các bạn truyền cái chuỗi nó vào, đúng không ạ? Đấy, sau đấy các bạn lấy cái date format này, các bạn ép kiểu nó thành kiểu chuỗi chấm format, tức là chuyển kiểu date nó trả thành kiểu chuỗi. Đấy, trả về đây nè, thành kiểu chuỗi, được chưa? Cái này là gì? Đó. Ok, hết lỗi chưa? Tức là ép từ kiểu date sang kiểu string, được chưa? Ngày sinh, hình rồi, ngày sinh rồi, hết rồi. Các bạn có lấy lớp học nữa, lấy luôn holder.techview lớp foreign key cũng chấm set text luôn. Thì các bạn lấy, à, cái này nó sẽ có một cái là nó sẽ lấy cái mã lớp,
nó lưu cái mã lớp thôi. Mình muốn lấy chuỗi thì mình sẽ lấy get cái chuỗi string ra, nhưng tạm thời cô lấy cái mã lớp đã, xong rồi cái kia cô tính sau. Data chấm get position chấm get mã lớp học, ok được chưa? Đó là xong, là xong, ok. Đây xong cái adapter nhé. Có một số cái lưu ý thì các bạn cần xem kỹ nè. Ok, adapter. Đây cái màn, cái này là sinh viên item nè, cái này là sinh viên, sinh viên item nè, đúng không? Các bạn copy cái code vào đây đó, sinh viên item. Rồi đến cái phần sinh viên adapter, các bạn sửa lại đoạn code sau. Để một số lưu ý khi các bạn sửa lại cái sinh viên adapter nè, tức là các bạn sửa lại cái phần holder á, cô sẽ copy cái phần này, lát holder cho các bạn coi ha. Đó là xong sinh viên adapter rồi. Còn bây giờ đến cái phần down nữa thôi, các bạn nhìn nha. Bây giờ ta thêm cái phần down nè. Đấy, lớp down thì bây giờ ta Ctrl C Ctrl V, mà cái này các bạn tự tạo đi ha. Click chuột phải, các bạn tạo new Java class là sinh viên down, ok chưa? Đây ta tạo, cũng tạo tương tự như anh là lớp down thôi. Ta copy cái anh này lại nè. Đây DB helper nè, contact nè, ok. Rồi cái này lớp down, thay lớp down thì bằng sinh viên down. Đấy, y chóc như vậy thôi. Bây giờ ta viết cái hàm nè. Cô viết thì cái hàm là get on nhá. Get on tương tự nè, copy nè, được chưa? Ctrl C nè. Rồi các bạn nhìn nè, trong get on nè, ở đây là select sao from, không phải là lớp học, mà select sao from sinh viên. Đấy, nó có mấy trường, ở đây có mấy cột, ở đây có 2 cột, mà ta có tầm 5 cột lận. Để ta có sẽ để là mã sinh viên nè, column 0 nè, tên sinh viên nè, là column 1 nè, đến ngày sinh nè, đến hình nè, đến mã lớp nè, column 1 nè, string là, cái này các bạn để là string ngày sinh, bằng set.get string, cột là cột 2, đến hình, string hình, set.get string, cái này là cột 3. Rồi và cái mã lớp là cột 4 luôn, cái này là mã lớp là cột 4 luôn, lớp là cột 4 luôn. Rồi các bạn đưa vào đây nè. Đây ta chạy new, cái này là new, không phải new lớp học mà new sinh viên. Đấy, new sinh viên thì ta sẽ có là, ta sẽ có là không phải mã lớp mà là mã sinh viên. Cái này là tên sinh viên, ngày sinh, nó lỗi ạ, ngày sinh sẽ bị lỗi, hình, lớp, thấy chưa?
Thì riêng ngày sinh nó bị lỗi, bởi vì sao? Ngày sinh của ta sẽ là kiểu date, mà trong cái date của ta sẽ là kiểu string. Ta sẽ phải ép từ kiểu string sang kiểu kiểu date. Thì ta cũng gọi cái gói là simple date format, sẽ cũng gắn bằng new simple date format. Đây. Ok. Và đây các bạn là dùng cho cô là simple date format chấm parse. Parse từ kiểu string sang kiểu kiểu date nè. Chưa? Ngày sinh. Thì nó bổ lỗi. Nó lỗi bởi vì là riêng cái parse này nó bắt phải try catch. Cho nên là các bạn sẽ dùng try catch ở đây. Riêng cái này các bạn dùng try catch cũng được luôn, một chỗ này cũng được. Đó. Exception đi ha. Nếu lỗi thì các bạn để cái này là ax.printStuckJS. Đấy. Nó sẽ báo lỗi cái gì đây? Cannot apply to. À, trai này không chịu hả? Không chịu thì ta cho ra ngoài. Không chịu cô cho ra ngoài luôn. Khoan. Ồ, mã sinh viên là kiểu in các bạn nha. Nhầm. Cho trai vào trong đi. Lỗi là do mã sinh viên. Đây, mã sinh viên là kiểu integer. Get cái này là get in. À, data này ta không phải kiểu này. Mà data của ta là kiểu gì? Không phải lớp học, mà cái này sẽ là sinh sinh viên. Hết lỗi chưa? Rồi xong, hết lỗi. Ok. Rồi mã sinh viên kiểu in nè. Cái này phải đổi kiểu nè, được chưa? Return data thì cái này đổi thành cái sinh viên. Đấy, hết lỗi nha. Đỡ xong cái down lấy ra dữ liệu nhá. Ok. Rồi bây giờ ta coi lại, quay lại cái activity nè. Lớp học activity nè, à, sinh viên activity nè. Rồi, tương tự lớp học tôi cũng khai báo như này, list view. Ồ, tôi copy nha mấy đứa. Đây, Ctrl C. Ok. Rồi, list view. Tiếp tục. Đây, list view ở đây. Ctrl C. Thấy không? Còn Ctrl C, Ctrl V thôi, có gì đâu. Yeah. À, resume, copy luôn. On resume. Ok. Rồi, cái này không phải lớp học, mà cái này sẽ là sinh viên. Activity. Chưa? Đây, sinh viên nè. Cái này không phải là list view lớp học, mà list view sinh viên. Insert, cái này là insert sinh viên. Đó, down, read, on. Down, cái này cái gì down ạ? Lớp, không phải lớp down mà là sinh viên. À, sinh viên down. Cái này cũng new, sinh viên down luôn. Ok. Down. Chấm, có đúng chấm read on không? Read on, đúng rồi, lỗi gì? À, data cái này không phải là lớp học, mà data này là sinh viên, hết lỗi. Cái này không phải lớp học adapter, mà cái này là sinh viên adapter. Đấy. Cái này sẽ là sinh viên adapter. Rồi, ok. Như vậy trời.
Cái này là sinh viên activity chấm đít hết lỗi set on click. Ủa nghe tôi insert cho tôi comment lại làm gì trời. Rồi button insert rồi, ok chạy thử nha. Rồi chạy lại nè, từ từ trước khi chạy á thì tôi sẽ sang cái main, tôi sẽ cho nó nhảy vào cái gì ạ, cái này nó sẽ cái main sinh viên nè. Tôi sẽ cái này tôi sẽ bỏ cái comment, tức là main activity tôi sang cái sinh viên activity được chưa. Chạy lại nha các bạn. Trời nó đang xin không biết nó có chạy không nữa, nó xin hoài vậy trời. Ôi tôi xóa bill tôi chạy lại. Ok chờ xíu nha, không chạy là cô phải xóa bill chạy lại nhá. Đó thế là demo vậy thôi đó các bạn, nó dễ. Rồi nghĩ là chạy chậm quá thôi, để cô tắt đi. Nhiều process quá. Cô xóa view view lại. Nó đai nó đừng luôn. Rồi tạm dừng tí nha.